Em Kiều nói anh Kiệt nói gì cũng có xảy ra. Có bây giờ mới dám ngồi đây 2 năm. Giờ chuyện gì những người nào mà trên thế giới mà nghe lời Kiệt từ 2 năm nay, có phải là thế giới tiết kiệm được nghìn 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 tỷ đô không? Biết như sinh mạng không có chết không? Đúng không? Mà khổ một cái là chúng sanh bị vật chất che hết cái ra tánh linh rồi, gọi là cái thiên tính rồi, không có hiểu được chú nói cái gì, và đồng thời cũng cái bản ngã cũng cao, khi người có tiền càng khó khó nghe lắm. Thì cái kênh này chú đã từng nói kỹ nhất là năm sáu món vậy đó. Món thứ nhất là những người mà gọi là hung dữ, cầm mã tấu chạy rượt chém lộn nhau ngoài đường. Dạng thứ hai là Phật tử tu cà gù cà gật. Dạng thứ ba là con của Chúa tu quá giỏi. Dạng thứ nhất nhị tư tư dạng thứ năm là những người kỹ sư bác sĩ đọc sách dày quá, luật sư rồi gọi là học giỏi, siêu siêu học. Người thứ sáu là dạng đang có chức quyền có tiền càng không tin nữa. Người đó là những dạng đó là chú kỵ thôi. Còn ngoài ra tất cả trong kinh sám Đức Thầy hay những vị trong kinh Phật đều có nói là con của ma quỷ á, quá khôn cho nên không không có nghe lời, không có được về trời. Con Phật có khù khờ vậy mà được về, đó là vậy đó. Thì lâu nay chú độ được rất là nhiều triệu triệu người trên thế giới hiểu được cha với mẹ là ai, cha trời mẹ đất, mà ngày xưa ông bà tổ tiên mình cả hàng trăm năm á, thường lấy cái lon sữa bò để trước cửa nhà đó thì khấn, thì là ông trời. Thì đây thì cũng vậy thôi, thì thay vì mình ra sân mình khấn ông trời, thắp nhang lại ông trời, thì bây giờ có hình cha mình để trong nhà mình cũng được, hoặc là mình để lon sữa bò cũng được, đó là phong tục của mình. Thì hôm nay chú có cái chân dung thì mình thờ trong nhà cũng giống nhau. Rồi mẹ đất tạo ra cái trái đất, mẹ đứng trên trái đất là ở đây là mẹ nè đó.